đi chơi game vận động mà đội đi văn phòng quá ha. Chạy tay lên cuốc rồi sao ta rồi. Rồi nhà để sao không sao. Mình hẹn em đi là ngày báo luôn đúng không? Ngày báo báo đài báo rồi. Em chỉ sợ là không không ra lên nha, anh đỡ được không mình bảo cho bay. Đúng rồi. Thôi, ngộ lĩnh ghê. Dạ, đang mang này được tiếp cho mọi người. Dù gì cũng là dâu dài của nhà mình. Thật là bất ngờ khi ở nhà có mụn rượu nó dài thì ra dù mấy mụn dài người ta. Rồi, chào anh. Ủa, Trinh mà nhìn không ra. Ôi rồi. Đây là đẹp quá nhìn không ra luôn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh Ông Kính Hậu Trương. Chiều hôm qua 26 tháng 10, Võ Đăng Khoa làm cho các fan đứng ngồi không yên khi tung hình ảnh cùng đi dạo và hôn tráng Khả Như. Không chỉ dừng lại ở đó, nam diễn viên còn đánh kèm quả caption cực chất lượng. Tưởng yêu em nhất thôi, ai ngờ yêu nhất đời, nay mua hết sữa phố cho em bé. Dưới phần bình luận, người anh thân thiết trong nghề với Khả Như, Tiến Luật đã để lại comment gây chú ý. Dữ chưa, cuối cùng bà mẹ cũng chịu. Câu nói này của Tiến Luật cho thấy dường như anh đã biết trước chuyện tình cảm của Khả Như và Võ Đăng Khoa. Trước đây, Võ Đăng Khoa từng gây chú ý khi đăng clip lái xe đi chơi cùng Khả Như. Cả hai còn mặc áo đôi. Đến kèm clip, cháu nuôi của Hoài Linh chia sẻ, thông báo hết ế. Theo lời đã hứa, tôi đã đến và tỏ tình với crush của mình. Sau bao lời nài nỉ của tôi thì crush đã cho tôi một cơ hội. Giờ chúng tôi là của nhau rồi. Thông báo này để mấy bạn đừng hỏi nữa. Còn trong clip này thì crush Khả Như Trần của tôi nói không nói riêng. Mọi người đừng quan tâm, cứ mê và yêu thương chúng tôi như từ trước tới nay. Chỉ là đừng muốn quặm chúng tôi nữa, vì chúng tôi tự quặm nhau rồi. Dưới phần bình luận, Khả Như và Võ Đăng Khoa còn thả thính qua lại. Nam diễn viên nhắn nhủ Khả Như khi nào hết dịch sẽ cưới. Trong một clip, Võ Đăng Khoa còn ôm và hôn má Khả Như. Cụ thể, trong một đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh thân mật của Khả Như và Võ Đăng Khoa, điều này lại làm rộ lên nghi vấn cả hai đang bí mật hẹn hò. Trong đoạn clip, có thể thấy dù đang ở nơi khá đông người, nhưng Võ Đăng Khoa không hề ngần ngại ôm và hôn tới tấp lên má của Khả Như. Trong khi đó, cô nàng lại cười tươi rạng rỡ, nép chặt vào đối phương. Khung cảnh hai người ngồi cạnh nhau chẳng khác nào đôi tình nhân thực thụ. Đặc biệt hơn, cả hai cũng từng là một cặp đích thực trong phim Chàng Cờ Si Tinh. Chính những động thái này đã khiến netizen không khỏi bối rối, liên tục cho rằng cả hai đang hẹn hò. Tình bể bình luôn, đẹp đôi thế này thì phải cưới thôi, là phản ứng của đông đảo khán giả ngay dưới bài đăng. Ngoài ra, cùng nhau xuất hiện trong game show Bộ Ba Ăn Ý khi Võ Đăng Khoa ở vị trí người chơi. Còn Khả Như là MC chương trình, cặp đôi đã có màn giới thiệu đầy cẩu lương cho con dân. Cụ thể, khi giới thiệu đến nhóm trưởng là Võ Đăng Khoa, Khả Như đã ngọt ngào thêm tiếng mình và còn đưa tay ra hiệu cho anh chàng đứng kế mình. Võ Đăng Khoa nhanh chóng đứng kế nàng mèo và đưa thân cho cô nàng dựa dẫm cùng phát ngôn. Nhà thì phải có nóc. Chưa dừng lại ở đó, ở màn giới thiệu, nàng Mỹ vẫn không quên quan thính bằng câu nói: Khoa rất vui khi đến tham gia Bộ Ba Ăn Ý và đến gặp người thương của tôi. Như được mùa yêu, bé mèo bỗng trở nên ngại ngùng, nhưng lúc này, Võ Đăng Khoa lại thêm câu nói: Là anh Hoàng đó, làm cho cô nàng vỡ mộng. Nói là vậy nhưng khi thấy người thương bị Hoàng rapper trêu chọc, Võ Đăng Khoa đã nhanh chóng đi qua ôm vội lấy cô nàng vào lòng và xoa đầu an ủi đầy dễ thương, đúng kiểu vợ chồng son. Không chỉ dừng lại ở màn giới thiệu, xuyên suốt chương trình nàng mèo vẫn luôn gọi Võ Đăng Khoa là mình, là gia đình và dành cho anh chàng những lời động viên có cánh. Trong thiên đường ẩm thực, khi Khả Như cùng nhà khách mời đang diễn vở xin việc với tập trưởng, cô nhanh chóng bị loại vì lý do trời ơi đất hỡi là Trường Giang chỉ chọn nhân viên đã có người yêu. Nàng mèo nhăn nhó không chấp nhận điều vô lý mà tập trưởng mới vừa thông báo. Vừa gây cú nguyên nhân bị loại nhưng chỉ một phút sau, Khả Như đã lập tức khẳng định chủ quyền trước mặt mọi người. Cụ thể, khi Trường Giang hỏi Võ Đăng Khoa có kinh nghiệm nhà hàng ăn uống chưa? Anh chàng chưa kịp nói thì Khả Như đã trả lời hộ, có một quán ở dưới miền Tây, khiến Đăng Khoa ngạc nhiên hỏi ngược lại cô nàng, sao em biết? Chẳng chút ngần ngại, Khả Như e thẹn đáp, em là vợ anh mà. Đăng Khoa cười tủm tỉm và thông báo với tộc trưởng, em có người yêu rồi, bồ của con bé bên kia. Thông tin như sét đánh ngang tai làm cho ai cũng ngơ ngác. Khả Như tiếp tục chia sẻ, mới quen cách đây 5 phút. Đây là chuyện tình chớp nhoáng nhất thiên đường ẩm thực mùa 6 và tộc trưởng sốc ngược sốc xuôi nên đã quyết định loại Đăng Khoa vì một tình yêu lừa dối. Phản ứng của Trường Giang khiến ai nấy đều bất ngờ và cười không thể dừng nổi. Dạ con tên là Khả Như Mèo. À, con đến đây để làm cái gì cũng được à. Con có khả năng ăn rất giỏi tất cả các món ăn ạ. À, có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa hả? À, nhà hàng chúng tôi chỉ tuyển người đã có người yêu thôi. Ủa? Rồi. Ủa?
Em là Võ Đăng Khoa. Dạ. Có kinh nghiệm về nhà hàng ăn uống chưa? Có, dạ. Có một cái quán dân mập ở dưới miền Tây á. Sao em biết? Em là vợ anh mà. Đó là cũng có người yêu rồi luôn. Bộ bé bên kia. Mới quen cách đây 5 phút. Mới quen cái đợt. Một tình yêu lừa dối loại. Còn nhớ, Trường Giang từng cà khịa đàn em vì độ ế sưng ế xỉa trên khắp các chương trình, khiến cho nữ diễn viên không ít lần muối mặt, muốn bỏ về. Ở một tập Nhanh Như Chớp có câu hỏi với chủ đề về hôn lễ ở nước Đức. Mới đọc được nửa câu, Trường Giang đã để luôn tờ giấy xuống bàn, quay mặt bỏ đi. Trời ơi, hỏi Khả Như mà hỏi hôn lễ. Đáp lại, Khả Như nói rằng cô không có kinh nghiệm đám cưới nhưng có kinh nghiệm đi ăn đám cưới. Không hiểu vô tình hay cố ý, hầu như những câu hỏi liên quan đến tình yêu, hôn nhân đều rơi vào ô của Khả Như. Cũng vì vậy, Trường Giang càng có thêm cơ hội để trêu cô em gái của mình. Một lần khác, Trường Giang đã yêu cầu ban tổ chức đổi câu hỏi khi vừa mở giấy ra vì đụng vào nỗi đau của em gái tôi. Hầu hết những cô gái có người yêu trẻ là do tính tình không tốt, đúng hay không? Sau khi Khả Như đã chịu đủ sự trù dập của dàn cố vấn chọn ai đây vì sự ế của mình, Trường Giang mới nói rằng đó là câu hỏi cho vui, còn bây giờ mới vào câu hỏi chính. Trong tập 15 của chương trình Chọn Ai Đây, Khả Như bất ngờ nhận được câu hỏi. Năm 2008, cô Erika ở Pháp đã gây chú ý khi kết hôn với cái gì? Cô cho rằng cô gái này kết hôn với tài sản của chính mình. Giải thích về câu hỏi này, Khả Như cho biết, ở một độ tuổi nhất định, phụ nữ không biết gửi gắm tình cảm cho ai và chỉ có những thứ thuộc về mình mới làm cho mình tin tưởng. Người ta nói, phụ nữ có những cái thuộc về mình như tài sản, nhan sắc và con của mình, Khả Như nói. Nghe câu trả lời của nữ diễn viên, MC Trường Giang trêu đùa, và tuổi của mình nữa. Điều này khiến Khả Như không mấy hài lòng, cô nói, em không đủ tinh thần để nói chuyện tiếp. Tuy nhiên sau đó, Khả Như đã thay đổi đáp án của mình vì cho rằng phụ nữ khi có tài sản thì thường lựa chọn kết hôn với một số loại thú cưng. Nghe câu trả lời, Trường Giang tiếp tục nói, vậy sắp tới em định kết hôn với cái gì? Vì không có người nào lấy em rồi. Câu hỏi của Trường Giang khiến Khả Như ôm mặt và tỏ thái độ khó chịu. Cô đáp, chắc em kết hôn với ngôi nhà của em quá vì nó làm cho em an toàn. Sang đến chương trình Bếp Vui Bùng Vị, câu chuyện hài hước của anh em Trường Giang, Khả Như vẫn tiếp tục. Trong bàn ăn có Lâm Vĩ Dạ, Harry Won. Trường Giang hỏi mọi người đã có người yêu chưa? Đến lượt Khả Như, Trường Giang nói luôn. À Như thì anh không hỏi. Hay Như hỏi về hôn nhau trước khi đi làm, cố gắng nói lại đàn anh. Khả Như trả lời cô có nuôi chó và xem như con của mình. Mỗi ngày đi làm đều được các bé hôn. Trường Giang phản bác. Không em, chó là liếm nha, không phải hôn. Ngoài chuyện ế, sự lầy lội của Khả Như cũng từng là chủ đề cà khịa của đàn anh. Từng cùng Dương Lâm biến hình làm phép thuật Queens, Khả Như nhận được câu nói phũ phàng. Một người bình thường chỉ có 15 phút trong cuộc đời là bất thường, còn hai đứa em tôi ngược lại, nó chỉ có 15 phút bình thường thôi, còn khoảng thời gian còn lại là không ổn định. Ở chương trình ẩm thực kỳ thú, Trường Giang từng tạt gáo nước lạnh vào Khả Như. Khi đàn em hỏi rằng bí quyết để nấu một món ăn ngon là gì, nam nghị sĩ đáp ngay, phải có người yêu, khiến Khả Như im lặng, đòi cắt bỏ câu hỏi này khi lên sóng. Còn Sông Luân, Dương Lâm được dịp cười nghiêng ngã. Hay trêu đùa nhau là vậy, nhưng Trường Giang rất thương cô em gái thân thiết của mình. Trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ, Khả Như từng kể rằng ngày sinh nhật của cô, Trường Giang đã nhắn tin hỏi thăm rằng hôm nay có đi làm không. Khi nghe Khả Như nói vẫn đi qua như bình thường, Trường Giang đã dặn dò cô nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trước đây, Khả Như từng khiến nhiều người ghen tị khi tiết lộ cô chỉ cần kết hôn, Trường Giang sẽ cho 100 triệu tiền cưới. Lấy chồng, sinh con cho ba mẹ vui em ơi. Nam danh hài cũng sẽ tài trợ xe đưa dâu, tặng vest cho chú rể và làm MC đám cưới, đi bưng quả cho em gái. Chỉ cần em lấy chồng, mọi thứ để anh lo, Trường Giang nói.